tuần đã trôi qua và giờ đây chúng ta đang cùng gặp nhau trong chương trình Vượt Lên Chính Mình. Thưa quý vị, có những giấc mơ mà có lẽ trong suốt cuộc đời nhiều người đã không thể thực hiện được. Đó là giấc mơ xóa hết nợ ngân hàng, giấc mơ cho con cái ăn học nên người, giấc mơ có được những giờ phút thảnh thơi vui đùa cùng gia đình. Và với những nhân vật của Vượt Lên Chính Mình thì những giấc mơ ấy còn xa lắm. Chúng tôi xin được nguyện làm cầu nối để giúp họ đến được bến bờ của những giấc mơ, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta đến đây để chia sẻ những niềm vui, chia sẻ những niềm hạnh phúc cùng với gia đình thí sinh của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình thí sinh của anh Nguyễn Nang và chị Lê Thị Hiền.